Bình tĩnh đi. Có anh đây rồi mà. Đừng có khóc nữa. Chỉ có em mới hiểu anh. Hay là ông suy nghĩ lại đi. Cứ để cho thằng Minh đưa mẹ con nó về cái đã. Làm như vậy á, để người ta bôi do chát chấu lên mặt tôi với bà. Cậu Minh, nếu như cậu bận á, cậu cứ về đi. Mà tôi nghĩ sau này cậu không cần phải đến thăm vợ chồng tôi đâu. Nè nè nè, em tính làm loạn ở đây hả? Em qua coi người đàn ông đó là ai. Coi cái gì nữa, nhìn là biết không phải anh Quang rồi còn gì. Tao đã cảnh báo với con bé Giang rồi, nó khùng điên dữ lắm. Bộ nó còn bám theo mày nữa hả? Chuyện đó là một cộng. Mẹ tao là một cộng, mẹ vợ tao một cộng, bồ của vợ tao thêm cộng nữa. Hả? Con Thu nó có bồ hả? Em nói cái gì? Bộ anh nghĩ em đổ tội cho chị Vi hả? Chính anh Hiệu cũng nhìn thấy mà. Hai người đó hả, tình tứ với nhau lắm, còn đút đồ ăn cho nhau nữa. Em với anh Hiệu còn chưa tới mức đó nữa đó. Cho chị chết nha. Ly hôn tới nơi rồi mà còn muốn níu kéo à? Để em coi chị bị bỏ như thế nào nhá. Chồng hả? Tắt luôn. Gọi đi. Hôm nay em đi tiếp khách hả? Đâu có. Em vẫn làm việc ở nhà xuất bản mà. Đợi em lâu chưa? Không lâu lắm, lên xe đi. Mình đi đi. Má, dạo này chị Vi với anh Quang vẫn bình thường đúng không má? Ừ, vẫn bình thường. Mà có chuyện gì không? Hôm bữa con... Ừ. Mẹ nó trông nó cái kiểu gì vậy không biết nữa. Anh với em vẫn chưa có ly hôn đâu nha Thu. Thì sao? Em với anh Thiện rõ ràng chỉ là bạn bè thôi. Anh thừa hiểu cái điều đó mà Minh. Đây là cái cách cậu yêu Thu đó hả? Liên quan gì tới anh? Liên quan nha. Bất cứ khi nào em cần điều gì, cứ gọi cho anh. Anh sẽ lập tức có mặt. Anh biết rồi. Em... Anh Bình, anh nghe em nói đã.